Trời mẹ ơi, con cha mẹ thấy video của con chưa? À, cha có coi rồi. Như con nói trước trong video đó, có nghĩa là con phải trách nhiệm phải nói cho cha mẹ xin lỗi. Từ trước là con không nói cho cha mẹ xin phép, con quá tư tưởng, con nghĩ là con sẽ thương con, nên con nói cho cha mẹ con sẽ có thể làm game, con có thể có công việc ở tại Hàn Quốc. Sau khi con thất bại lớn trong game, Viên là người duy nhất ôm hộ con, giúp con. Tất nhiên lúc đó Viên chỉ sốc nhẹ, nhưng mà Viên vẫn giúp con chăm sóc cho tên con. Lý do con về Việt Nam sau thời gian dài là sau khi con nhắn là có lẽ con và gia đình con là lý do tại sao mình bị bệnh. Sau đó con không thể chỉ về Việt Nam nói cho mình xin lỗi, vì con là con có qualification là gì? Nếu con không thể làm việc, nếu con không thể kiếm tiền, thì làm sao con có thể chăm sóc Nguyên và ai hay cả? Con và Nguyên là bố chồng một gia đình, nếu của con ai sẽ chăm sóc? Con không thể cho Nguyên chăm sóc, con không muốn Nguyên có áp lực và trách nhiệm về chăm sóc gia đình. Con là chồng, con là chủ tịch gia đình, con muốn làm muốn về Việt Nam với thanh hoa. Đó là lý do con về Việt Nam quá trẻ nguyên. Con nói cho cha mẹ xin lỗi trước, thì con nói sao cha mẹ nhưng mà may mắn là lần này con mở game mới và sau đó cũng có được trước cũng có vấn đề. Sau khi mở game cũng có vấn đề cho nên con cũng rất sợ, nếu thất bại một lần nữa thì sao, con không thể về Việt Nam được, con không thể sống nữa được. Nhưng mà may mắn là game có nghĩa là em này là trong gương đi thành con, có rất nhiều người chơi game trái tim cho con, ủng hộ con và tư tình một chút, cho nên đó là lý do mình có thể về Việt Nam và nói chung là gì là cha mẹ Nguyên mọi người. Sau khi Nguyên về Việt Nam, con thấy video của Nguyên trong phần web tuổi, con thấy Nguyên cười như trước, thì con và Nguyên chơi nhau ở thành phố Cần Thơ. Sau đó là con nghĩ là có lẽ tốt hơn cho Nguyên sống ở Việt Nam, cho nên con cũng nói chuyện với cha về cái này. Cha cũng nói là nếu nếu con có thể chăm sóc Nguyên và gia đình con bên Việt Nam, nếu con có thể làm được thì con sống ở Việt Nam luôn đi.
thì ở Hàn Quốc là không có chi có chat không? Không có mẹ mẹ đang ở bên miền ở bác sĩ nói là mẹ mẹ có còn có lại không thể sống nào bác nói hư chứ khỏe nhưng mà bác nói đang ở bên miền đó nhưng mà tôi là đi ở con đến Việt Nam để nói cho cả nhà thật sự à nói xin lỗi. Con nói gì hết chưa? Cái vừa nãy còn nói nó dài quá. Cái chuyện gì của con mà phải xin lỗi? Đúng rồi. Mà còn cái chuyện cái game của con đó. Nó Con làm nhỏ game, nó. con làm game nó có thành công hay thành công cái chuyện đó ngoài mình không có biết được đâu. Cái nghề khác cũng vẫn sống được. Nhưng chữa tình nghĩa cái vợ chồng đó nó phải biết thương yêu nhau, biết thông cảm với nhau. Cái tâm ý với nhau mới 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 là mới mới là cái điều đó là mới quan trọng. chứ còn ví dụ nhà con đừng có cái áp đặt cho con nữa. Cái coi game của con hôm nay thành công được con cho là nó cao cả có công việc của mình nó thành công con nó về Việt Nam như vậy nhưng có con không biết đâu vợ vợ chồng con làm đó, cái game này tâm lý của con nhưng mà con làm không được rồi hết mất rồi hết cả đăng mình thì con là không được con chuyển qua một việc khác nhưng miễn làm sao mình có tiền để nuôi sống một gia đình cho một cái tương lai cái tương Ừ, sau em không thôi được thì chuyển người khác con à. vậy đó. Cái đó là đúng. Còn hai cha quan trọng nhất là gì hai vợ chồng cái giờ cái là phải thức thức là phải là từ 100 đạo y học hiểu với nhau còn biết thông cảm với nhau ước yêu nhau đùm bọc với nhau để xây dựng một cái tương lai hạnh phúc còn sau này là điều cho mong nhất còn có con mà xin lỗi với cha với mẹ mà con xin lỗi là xin lỗi cái chuyện gì xin lỗi thì con nói không nói sự thật thì con gặp nhà con đến nhà nhà này cha có nhớ không cha lúc trước là cha hỏi hỏi con đó con biết có con là cái gì lúc đó Ừ, con xin nói cho lỗi thì cái gì cha đâu nói cho con mẹ biết nghe có con thôi. là làm gì mà lúc đó là không phải là làm gì đâu Vậy là xin lỗi cái gì anh xin lỗi cha mẹ chỉ là vậy thôi là tại vì anh không nói sự thật lúc trước cha hỏi ảnh là ảnh làm công việc gì thì ảnh làm game mà thật sự anh không làm game mà là lúc đó thời gian đó ảnh bán những cái vật dụng ảo trên 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 mạng á thì lúc đó là ảnh kiếm tiền bằng công việc đó nhưng mà ảnh nói là ảnh làm game thì coi như là ảnh nói gạt rồi thành thử là bây giờ Và lúc ảnh mới xin đó lỗi con cũng nói là công việc đó có stable không rồi cha hỏi chứ là công việc đó nó có lương ổn định không có thể nuôi sống được gia đình không con có được có thể nào có cái đồng tiền mà nó ổn định không á thì ảnh nói là ổn định nhưng mà thật sự cái công việc đó nó không ổn định nó cho nên là ảnh muốn xin lỗi cha mẹ chuyện đó Rồi vậy là chỉ có một cái lỗi đó thôi đó hả rồi 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 cha hiểu rồi tại trong cái video vừa rồi con đăng đó là cha con nghe con nói là khoảng đó lúc đó con làm chỉ con mình làm để kiếm tiền mà thôi có đồng tiền ảo nó để kiếm tiền nhưng mà sau khi mà con về đây là con là thiết kế trò chơi điện thoại chơi game là chơi game đó thì mà lúc đó thời điểm đó là con chưa làm đó bây giờ nay con xin lỗi cha ha có chuyện không sao chuyện thì đó mà chị phải xin lỗi sau khi thất nhưng mà bại cái chuyện trước mắt để xin lỗi nè nhiều chuyện để con phải xin lỗi lắm nhưng mà ý để con mẹ để cho con có hiểu hết không á chứ con kể còn chưa có đúng sau khi thất bại á cố gắng làm việc sau khi con thất bại khi khi đó mình là mình xong trong áp lực làm việc chăm chỉ làm video mô hình này chăm sóc gia đình con cái đó cũng là lý do là con không thể kiếm tiền được gọi là rồi giờ cho mẹ hỏi nè hỏi nói vòng vòng nữa em hỏi mẹ không hiểu rồi nhưng mà có một cái ví dụ cái game của con nó không có thành công không có làm ra tiền đó là con có tính chuyển sang thì
Dạ, tức con muốn làm riêng trong công ty khác cũng được. Nhưng mà con tính này là giấc mơ của con. Giấc mơ của con. Mơ ước. Con muốn làm game này thành công và làm giấc mơ của con cho thành sự thật. Thế. Bác game chứ không nghề gì hết á. Trong phút tôi con nó có ý nghĩa rất lớn. Cho nên con muốn thư một lần với con. Thành tạo là trong game chứ còn không nghề chỉ nghề khác nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nói gì đi. Và lúc đó là khi con đưa viên về Việt Nam là bắt đầu lão rồi. Chị không phải là con đâu, có một số người khác cũng làm biết với con. Đấy đó là không phải là trong một của con thôi, trong một của người đó nữa. Trong con là chủ tịch, con tất nhiên công ty nhỏ mà chủ tịch của một nhóm, cho nên con phải có trách nhiệm. Và một chuyện nữa là anh muốn nói cho em, anh rất xin lỗi về hành động của ba khi em về Hàn Quốc, và không tin em và chỉ suy nghĩ qua trước, sau đó và đặt về máy bay by myself and I just bring me here, I didn't listen to you. But as I said before, it's not because I don't love you or I was scared. Nói vậy là bây giờ khi mà anh thấy được cái kết quả là khi em về Việt Nam rồi em bỏ thuốc, em khỏe lên, em có thể vui vẻ giống như là thời gian đầu mà mình lúc mới quen nhau, thì nó anh mới nhận ra anh đã sai rồi. Chứ thật sự khi mà lúc đó gọi là anh đưa em về Việt Nam, nhưng mà nếu mà mình gọi trắng ra là you kick me out, tức là anh đuổi em á, anh đuổi em, anh không cho em ở đó nữa. Anh nói là nếu mà em ở Hàn Quốc anh sẽ gọi chính phủ, anh sẽ gọi người này người kia, anh sẽ đưa cho em vô bệnh viện tâm thần nè, rồi anh gọi người này bắt em, hoặc là anh gọi tới cái gì hội phụ nữ á để khuyên em rồi này nọ. Anh nói rất là nhiều luôn, anh nhớ không? Đó. Thì lúc đó em đã giải thích anh một tiếng đồng hồ, là hai đứa mình nói về cái chuyện em bỏ thuốc. Em hỏi anh là anh có tin em không? Anh có muốn là đi theo em cái hành trình này không? Anh có muốn là bây giờ em bỏ thuốc, anh giúp em không? Thì anh nói là anh muốn. Nhưng mà cái hành động anh lại trái ngược vậy. Anh lại đuổi em về Việt Nam luôn. Anh sợ em phá gia đình anh. Anh nói vậy luôn. Đó. Đúng không? Thì anh cứ nghe em nói trước đi. Nếu mà em có nói sai cái gì á thì anh cứ nói. Tại vì em nhớ cho nè. Thì anh sợ em phá gia đình anh đi. Rồi anh sợ anh không chăm sóc nổi em luôn. Anh nói anh chỉ cứu em một lần thôi, anh không cứu em lần nữa, không cứu em lần thứ hai. Đó. Thì những cái câu đó nó làm em rất là buồn luôn. Thật sự rất là tổn thương luôn. Đó, đối với em. Mẹ cũng buồn. Tại vì khi mà em về Hàn Quốc á, em làm biết bao nhiêu chuyện. Em biết là em bệnh thì bình thường á, người ta đã làm một thì mình cố gắng mình làm hết sức, mình làm nhiều hơn để mình bù đắp lại đó, để mình xây dựng một cuộc sống hạnh phúc của mình. Tại vì mình bệnh, mình là người mang bệnh trên người đó, em đã suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cuối cùng là sao, em chỉ có một mình anh thôi, anh có thể giao tiếp với em, anh là chỗ dựa của em tin tưởng anh 100%. Nhưng mà giờ anh nói anh tin em, anh muốn em là bỏ thuốc rồi xong là hai đứa cùng chữa bệnh cho em, cuối cùng anh đuổi em về Việt Nam rồi cái rút vé cho em luôn đó. Cái phần thuốc mà hổng con đưa 20 triệu đó còn y còn y em đâu uống không về Việt Nam mới uống thì cũng phải nói rồi một bài tên em em biết rồi nè, một bài cố tin cho bác sĩ, là bác sĩ nói là the percent is very small and it will happen again. Con rồi nè, con dừng cho mẹ nói đi. Con tin bác sĩ quá, con muốn đưa con Nguyên vào cái ngõ cụt. Con hiểu chưa? Tại vì con em Nguyên ép Nguyên uống thuốc quá, liều lượng của Nguyên nó đã biết thì cái gì con phải tin ở Nguyên chút xíu. Con quá tin bác sĩ, thành thử ra cái chỗ vợ chồng sức khỏe là ngay chỗ đó.
Nguyên nó phải nghỉ thuốc con, rồi thời gian con uống 1-2 ngày đó, rồi 2 ngày sau nó nghỉ, nó giảm từ từ, có con mình như thế nào mà con quá, con đàn áp quá, thuốc cái gì. Mẹ nghe như là nếu con uống là con phải thưa chính phủ Hàn Quốc, bệnh thì kêu con làm nhiều quá nhiều vậy. Rồi anh không nói vậy. Nó đã nói bệnh tâm lý mà nếu con nhốt nó như vậy, nó phải đi vòng ở cuộc liền. Anh nói không? Con, anh quy ra tiền thuốc cho con uống á. Thì hồi đó giờ tiền thuốc con từ hồi chữa bệnh ung thư, mổ, xẻ gì đó là hai con là tiền của con để mà con lo lắng luôn. Đó. Thì anh cũng biết là hồi nãy anh vừa nói là cái chuyện anh thua lỗ của em đó, thì một lát em sẽ nói về vấn đề đó sau. Nhưng mà nói chung là tiền bệnh hoạn của em đó là em vừa lo đúng không? Nhưng mà khi mà cãi nhau cái chuyện mà không con không uống thuốc nữa đó, cái anh đòi đuổi về Việt Nam thì anh nói là em có biết một ngày em uống thuốc đó là tiền của chính phủ Hàn Quốc trả cho em bao nhiêu không? Mặc dù em có bảo hiểm nhưng mà người ta đã trả cho em cái phần 90% rồi. Cái tiền thuốc của em rất là mắc. Ảnh còn quy ra tiền cho con nữa. Rồi con cảm thấy ủa sao ta. Nhưng mà yên gì vật chất nó quá nha. Yên và cô Hằng không phải là vì tiền. Nhưng mà anh đang có tiền. Ông ba muốn em biết là chính phủ Hàn Quốc không cho tiền cho người bình thường đều không có nguy hiểm. Em có hiểu không? Ông ba sai rồi. Sau khi after the problem, every time you feel a little bit happy, I always talk with doctor about maybe my wife is high. I always said that. Là anh mới vừa nói á, khi mà con vui mặt trợ con người mà ví dụ mẹ với anh hai cha cũng vậy nữa, có lúc đó, nó tùy theo tình huống, tùy theo hoàn cảnh mình cũng có vui có buồn rồi lẫn lộn. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng dày 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 đâu. Người cho nên á là đâu có cân bằng được. Mỗi lần ví dụ mà con có chuyện gì con vui á, trời con nói ảnh là con vui này con vui kia nè. Tại vì ở nhà đó con chỉ làm video nấu ăn, đi làm với ảnh, về làm video nấu ăn, edit video upload, chỉ xoay quanh chuyện đó thôi. Thì con chỉ có giao tiếp với ảnh là đi nhất thôi. Thì con nói với ảnh thì qua hôm sau ảnh điện thoại với bác sĩ, hoặc vô gặp bác sĩ ảnh nói ông kể là con vui vậy đó, vậy là coi chừng là con bị bệnh rồi đó. Hoặc là bữa nào á con buồn hoặc là có một cái chuyện gì xảy ra mà tâm trạng của con thay đổi khác á, thì ảnh cũng nói bác sĩ là chắc là con bệnh rồi, là tự nhiên sao hôm nay nó vậy, bình thường nó vui vẻ lắm mà sao nay vậy. Hoặc là nói chung là bất kể mà con làm một cái gì đó anh luôn cũng nghĩ là con đang bệnh hết trơn á. Con cảm thấy giống như là giờ mình bệnh một lần mà suốt một cuộc đời, suốt cái khoảng thời gian sau con bệnh, con phải chứng minh cho anh luôn thấy con là người bình thường nhá. Bữa nào con vui á cũng không được, anh sẽ nói bác sĩ là bình thường với lại cứ bình thường thôi, cứ gặp ảnh là kiểu như con vô khuôn phép là cũng bình thường thôi, cái gì cũng phải bình thường, buồn cũng bình thường, không có được buồn mà muốn vui cũng không có được vui, mà bữa mình muốn hát, mình con thì con rất là thích hát ca rồi nghêu ngao rồi nhé. Bản thân em rất là áp lực. Mày cho uống sữa đi con. Bản thân em là một người bệnh nhưng mà rất là áp lực về cái chuyện mà anh nó quản lý em như vậy. Và cái gì anh cũng nói với bác sĩ hết trơn á. Thành thử ra bác sĩ không có giảm thuốc cho con mà còn tăng luôn. Một lần mà cũng 3 viên đi không hề nóng vậy. Ta nói khi mà hết thuốc mà khi mà con có thể là suy nghĩ lại được á, ủa mình nói ủa sao lúc đó sao tâm trạng mình gì kỳ ha, thì chiều lại mình coi ảnh đưa thuốc còn nữa rồi nạp vô là không biết gì nữa rồi. Cho nên á khi mà thuốc vô á là mình không có biết gì cho nó rất là nhút nhát sợ sệt. Cái tâm trạng lúc mà uống thuốc á, cái thuốc mà nó điều chỉnh cảm xúc á, đi thêm đó, khi mà nó vô người mình á, anh lúc như là anh hỏi em là khi mà em uống thuốc cảm giác như em như thế nào. Em nói cho em khóc. Anh không có nói, anh không có hỏi em mà tự em nói anh không à. Đó. Thì như thế nào? Nó rất là khó chịu. Cái thuốc đó nó điều chỉnh cảm xúc mình. Lúc nào nó cũng kéo tâm trạng xuống chứ. Lúc nào cũng sợ nhút nhát, không muốn làm gì hết trơn á. Khi mà khám bệnh ở bệnh viện Việt Nam á, bác sĩ Việt Nam nói là đi thi ông rất là đặc. Uống hoài nó không có thuốc. Mà nó sẽ điều chỉnh cảm xúc của mình. Quy của mình nó cũng khó chịu. Nên đã là nói tâm lý là bác sĩ trên bệnh viện quốc tế nó là có nguyên thuốc nào. Bây giờ tóm lại cái trai nghĩa đó là con thì con thương Nguyên,
con lo cho Nguyên. Mà cái con mà lo cái mà sao cho nghĩ con lo cái đến độ nào quá mất. Tất nhiên là con thấy nghĩ cái gì cũng có trước mắt là cái bệnh. Mà con bệnh là con sợ nhưng con nghĩ cái gì cũng bệnh. Khi mình nghe đầu tiên nghe nói mà nó bị mà kêu bằng bệnh tâm thần bên đó nó lực cực á. Ở một bữa nào cũng như hồi nãy Nguyên nói là vui quá thì cũng cho là bệnh. Ở mà lúc đó có một cái tâm sự buồn quá con cũng coi là bệnh. Cho nên giờ cái thường thường bác sĩ là coi thì người ta không chỉ khai người ta khai qua một cái lời nói qua cái diễn tả của mình thôi. Cái người cái sinh hoạt của người đó như thế nào bác sĩ đưa thuốc. Nếu là con báo cái tình trạng vậy bác sĩ buộc đồng đưa thuốc. Mà cái thuốc đó vừa rồi lắc lên đã nói là uống nhiều quá là không có tốt cho một sức khỏe. Những thuốc đó áp dụng cho những người thật sự bệnh với cháu uống. Cái người bình thường uống rồi. Bác sĩ đã phải còn nói cái thuốc của con mà anh Huynh uống là bị tâm thần luôn á. Uống là người bình thường uống là phải uống. Cho nên cái con phải cho nên con phải là chồng con phải không phải là nói là con cái gì với con. Nhưng mà con thương Huynh quá cho nên con nghĩ con Huynh lúc nào là cũng bệnh để lo. Mà lo quá thành ra nó thất bại. Lo quá, lo chứ không phải không lo, nhưng lo quá. Lo quá rồi có tất cả. Con Nguyên khi mà nó đã biết trong cơ thể của bệnh quá, tại vì nó bệnh rồi. Bỏ thuốc đó luôn rồi. Nó còn biết được những cái này, cái nọ. Cho nên là nó tại sao nó như vậy. Cho nó về Việt Nam, từ khi về Việt Nam con đã thấy rồi đó. Con đã chứng minh trong mấy tháng gần đây. Là nó về đó, tự điều chỉnh cái cân bằng cái cuộc sống của nó. Tất nhiên là ở sinh hoạt hàng ngày tự sức rồi đi dẫn đi thể dục rồi các thứ sinh hoạt hàng ngày con cảm thấy nó tươi tỉnh hơn, không phải như một mình cha hay là mẹ anh hay nói mà chỉ đăng lên những cái clip con đã thấy người ta bao nhiêu cái nhà luật xem đó người ta cũng bình luận nhận xét động viên nó từ khi Việt Nam nó có thể tươi là sáng suốt hơn vui hẳn lên thì con nghĩ lên là ở Hàn Quốc là nó bỏ bệnh nhiều rồi. Nó bỏ thuốc, nó không uống thuốc được đó. Là con nghĩ là nó trúng không? Sao ta nghĩ là trúng, nó ngưng được thuốc là nó trúng. Thì từ ngày cái chùm thuốc Huynh đưa tới nay nó đâu có uống, đeo của Hàn Quốc đeo về tới nay nó còn nguyên cái chùm đó luôn á. Cái chứng minh nó đã rõ trước mắt mình rồi. Không có chạy, không có chứng minh trước mắt. Đúng rồi. Khi con vào xong bên thành phố Hà Nam là lúc đó là nguyên vận. Sau khi có trái nhìn đó là lúc đó là con nghĩ là con sẽ báo với Nguyên và cái này là rất nguy hiểm mà lúc đó đi tranh nhưng đó là con suy nghĩ quá nhiều và có lẽ không suy nghĩ về Nguyên nhiều chỉ con phải cho Nguyên thuốc là tại vì cái nguy hiểm cho thuốc nhưng mà con thực sự là maybe I didn't thinkabout you on your side. You didn't think about me at all, right? You think about you and your family, right? No. Anh nghĩ về anh và gia đình anh nhiều hơn. Tại vì lúc mà em bệnh á, thì cái lần đầu tiên em nhập viện. I scared you make accident, and then you something happened. Anh nói lần đầu tiên em nhập viện, ok là lần đó là tại vì em bệnh thật sự là em cần vô bệnh viện để điều trị. Và lần thứ hai em vô bệnh viện không phải là vì em bệnh mà là vì anh quá mệt mỏi, anh nhớ không? Không. Lần đó là vì anh quá mệt mỏi rồi anh nói với bác sĩ là anh muốn em phải vô bệnh viện. Bà không có cháy nhiều chứ, em có hiểu không? Anh nhớ cái lần đó anh nói chuyện với bác sĩ không? Em không muốn vô bệnh viện lần thứ hai á. You don't know how scared it is. Cứ vòng hoài thì nó cũng không có nhiều đó không hả? Có đi vô cái vấn đề chính bây giờ thì thôi em nói vấn đề chính luôn. Thứ nhất là em không có phải là em hờn giận anh hay là em từ bỏ anh vì anh thua lỗ rồi anh nợ ngân hàng tiền tỷ, em không có thật sự không có. Tại vì nếu mà em là cái con người dắt tranh bỏ vỏ hoặc là lấy anh chỉ vì tiền thì khi mà em đã tự biết anh nợ ngân hàng với là anh thua lỗ á là em đã bỏ anh là cách đây 2 năm rồi đúng không, trước dịch corona đó là lúc đó là em biết phát hiện thì lúc đó anh có nói trên video của anh là anh tự nhận là anh thua lỗ và em muốn rửa đi coi và anh nợ ngân hàng
anh nói với em rồi em bị sốc đúng không, nhưng mà thật sự không phải vậy mà là tự em phát hiện đúng không. Cho nên là cái đó là hình như em thấy là anh nói trên YouTube á, thì anh mạnh dạn anh nói phơi bày những cái chuyện đó thì em thấy là rất là đáng quý, nhưng mà chưa đúng, tại vì anh không có nói cho em biết mà tự em biết. Rồi rồi mày ghi lên mày để ngay chỗ qua cái tự kia. Em biết sự thật luôn, tôi tính mặt rồi không, có phải là anh giấu em không? Từ hai vợ chồng khi mà cưới nhau tới một khoảng thời gian mấy năm, một năm mấy hai năm luôn, mà anh thua lỗ xong rồi anh nợ tiền rồi vậy đó, anh không nói em. Sao mà không nói như Nguyên? Xong rồi con khi mà tự con á, lúc đó là con mới hỏi ảnh thì ảnh cũng không nói nữa. Cái tới chừng á con thấy trong cái tài khoản vợ chồng mà không nói vậy là mẹ không chịu đó. Cái con mới hỏi gặn, con mới hỏi rồi ổng mới nói, chứ thật sự anh cũng không nói nữa, anh giấu luôn. Sao mà, giấu kỳ vậy? Mà em không hiểu là nếu mà vô tình lúc đó em không có hỏi anh á, mà em không có thấy được cái tài khoản ngân hàng bị âm á, không biết anh giấu em tới gì nào em cũng không biết luôn. Kiểu như mình cũng hiền lành, mình cũng thờ khạo thiệt sự. Đó thì đó là hai chồng tưởng tin tưởng nhau. Ở đó là tiền bạc của anh luôn, là từ hồi con cưới anh là con không có đụng một đồng nào hết. Khi mà tài khoản của anh là của anh, tài khoản của em là của em mà, phải không? Rồi xong á, lúc đó anh nói anh không có tiền, em cũng đưa cái tài khoản em, đưa cái thẻ em cho anh xài luôn. Đó là con không có kiểm tra tiền của anh luôn. Thì lúc đó con mới kiểm tra bị đi dở lẻ thì con quá sốc. Tại sao thiếu nợ ngân hàng nó một cái số tiền nó khủng khiếp như vậy đối với con là nhiều, trời ơi quá nhiều, không thể nào mà tưởng tượng nổi. Cho nên đó là con rất là sốc. Thì con sốc là khi mà mình tự mình phát hiện như vậy đó là dữ lắm rồi đấy nha Hồi. Cái đó là con nghĩ còn không bàn với nó là cái đó là nó còn vượt trội dữ dằn lắm rồi. Em nghĩ á, nếu mà anh ngồi xuống anh thua lỗ rồi chồng anh nói với em biết là cái tiền ngân hàng nó vậy vậy á, thì có lẽ em cũng đỡ sốc hơn. Còn này tự con biết anh giấu em, giấu chứ không biết bao nhiêu chuyện bao lâu vậy, em rất là sốc luôn. Đó đó là cái vấn đề thứ nhất. Là em buồn ở đây á, là tại sao anh lại giấu em, anh lại gạt em vậy đó, chứ không phải là em sợ là tại vì anh nghèo cái gì đó. Không những là em sốc mà kể cả bà nội con khi nghe cái tin này cũng sốc luôn. Tại vì bà nội nói là anh Huynh gạt con vậy đó. Mẹ cũng sốc luôn. Anh Huynh anh gạt con, anh kiểu anh giấu một cái chuyện lớn vậy đó. Khi mà bà nội nói vậy, bà nội cũng rất là sốc. Rồi bà nội khuyên anh Huynh nên xin lỗi con. Đó là cái đợt đó. Rồi sau khi mọi chuyện ok, em chấp nhận. Nếu mà ngay tại cái thời điểm đó em nghĩ là em yêu anh vì tiền á, là em đã bỏ anh rồi. Thật sự. Nhưng mà không có cái này, con còn thương mẹ nè, mẹ bệnh, bà nội bệnh, rồi cha, rồi con mình chăm sóc gia đình, rồi anh là công việc chưa có. Em cũng thương anh đó, em đã cố gắng hết sức em làm mọi ngày luôn. Đó, anh thấy á, hình như là em hầu hết là không có thời gian ngủ nhiều. Đó, là cái thời gian đó đó. Cái xong rồi thì sao? Rồi giờ em ủng hộ anh, em tin tưởng anh làm nghe, mà cuối cùng anh không có tin tưởng em. Thế giờ đùng một cái em bị đổ bệnh đúng không? Thì anh chăm sóc em. Ok, nhưng mà cái việc anh chăm sóc em á, mà khiến cho em buồn và em mất cái niềm tin ở anh á, là cái đợt mà anh đuổi em về Việt Nam đợt này. Cái lúc đó là em bây giờ thật sự là buồn và giận anh, chứ em không có giận anh cái chuyện mà anh thua lỗ hay là anh không có tiền hết chứ. Cái việc đó em lo được, em nghĩ là anh là người có năng lực thì em nghĩ là anh sẽ kiếm được tiền lo cho gia đình đó. Chính vì vậy em động viên anh rất là nhiều lần, và những cái lần game sau là em là người động viên anh luôn và giải quyết rất là nhiều việc cho anh luôn, đúng không? Đó, nhưng mà nó vẫn chưa có những cái thành công, thì em cứ nói anh là anh có năng lực, anh cứ làm đi, làm gì đam mê của anh, còn lại thì em sẽ lo hết. Nhưng mà trong đó có cái cho ta cho mẹ nói nè, cái gì cái làm gì cũng phải bàn qua chị vợ với chồng. Dù con Nguyên nó hiền cỡ nào, cả cái tài khoản nói giờ ba mặt lời có con với Nguyên đó, có gì nói cho mẹ biết đi, tài khoản con Nguyên vẫn đưa cho con để con xài. Nó thương con cỡ mức độ đó mà tại sao để cái chuyện mà lớn lao xảy ra ở ngân hàng vậy? Mẹ nói con có giận mẹ không giận, cái chuyện đó chỉ là một cái chuyện động tình. Nhưng khi con bằng cái gì, con Nguyên nó có hiền hậu như thế nào, con vẫn bàn ra một tiếng cho Nguyên nó mát được. Sao mày thí dụ anh làm cái đó, anh làm cái đó mà con Nguyên nó phụ trả nợ với con nó vẫn vui vẻ, con hiểu không? Nó vui vẻ. Vậy chứ Huynh hôm trước anh có bàn với mình, anh có bàn với em, nay em cần cái tiền để em trả mà em vui vẻ. Còn như vậy giờ Nguyên cần tiền trả con mà nó, con Nguyên có biết cái nhặt tiền này nó, con hỏi con làm cái gì không?
Quyên không biết, mình tội nghiệp cho con Quyên. Đúng không? Con làm vậy con hại con Quyên, đúng không? Trong cái video anh Úc thì rất là bất ngờ, em cũng không biết, khi mà em xem thì em nói ủa, giống như là em giận Hoàng Anh cái chuyện mà anh giấu em, ủa cái chuyện mà anh thua lỗ anh nợ vậy á. Phải, Úc ba, ý nghĩa của Úc ba là lúc đó là em có căng thẳng nhì vì Úc ba chích em. Anh nói con em làm việc thì cái vấn đề cốt lõi mà khiến em buồn anh á, em mất cái niềm tin luôn, thật sự em mất cái niềm tin. Tại vì á, một lần anh gạt một lần thì ai nói, hai lần không ai nói luôn, mà này quá nhiều lần. Ngày cái lần này anh đuổi em về Việt Nam thì mới hôm trước một tiếng hồn ngồi nói chuyện mà không phải là được, tôi là khiếp 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 quá, nhưng mà cái đó là hành động của anh là khiếp nhau rồi đó. Dù trong tâm hồn anh không có nghĩ là anh đuổi em, nhưng mà anh bút vé, tự nhiên bút vé còn nhỏ về. Mà trong khi mà đó chưa kịp lấy thuốc, dạ, trong khi đó mới tính là quả. Anh dẫn con đi thăm bà nội, là tại vì con qua bảo con chưa đi thăm bà nội, tính hết luôn, dẫn đi thăm bà nội rồi đi đây đó rồi. Mà cuối cùng á, bút vé, mở cửa phòng nói thứ bảy anh về nha, thứ bảy anh đã chọn vé rồi. Rồi lúc đó bà suy nghĩ là ông bà xin lỗi, ông bà sai rồi, nhưng mà ông bà I think I need to tell you what I thought at the time. You're so upset. Anh nghĩ em bệnh, yes. Rất bệnh. Cho anh nói Because I think, oh, my wife, Win, really loved my grandmother, but she doesn't want to see my mom, grandmother. So that's what I thought. Oh, Win is sick. What happened before that? Cái chuyện gì xảy ra đó trước? Yes. Khiến em không đi thăm nội. Trời ơi, anh nói xử với em như vậy á, mà anh rủ em đi thăm bà nội anh hả? Anh nói đi, anh có nghĩ là tâm trạng của một người bình thường có thể đi hay không? Đúng không? I also think that's the reason. The cuộc hành động của bà giống như là những cái lần mà anh về Việt Nam á, xong rồi em suy nghĩ á, giống như lần trước anh có về một lần rồi, không có phải em không bất cần, anh phải thành công kem rồi anh về anh mới là xin lỗi em, hoặc là anh nhận cái sai của anh, không phải. Nhưng mà khi mà anh về Việt Nam rồi, anh chân thành anh nói cái điều mà anh làm đúng hoặc cái điều anh làm sai vậy vậy đó với vợ mình. Ủa đâu có gì đâu, đâu cần phải là khi thành công ghê mà mới về, khi thành công ghê mà mình mới nói được lời xin lỗi. Đâu có, em không có cần vậy, thật sự em không có cần. Nếu mà em cần tiền là em đã không có sống với anh rồi. Thế rồi, nhưng mà ông bà không tư tưởng. Thì một lời xin lỗi thôi mà. Cha dạy em xin lỗi rất là nhiều lần đúng không? Đó, một lời xin lỗi thôi, nhận lỗi của mình thôi, không có gì khó khăn hết chứ. Cho nên em suy nghĩ là một cái hướng khác, đó là anh nghĩ em thật sự bệnh và anh đang chờ đợi coi em ở Việt Nam em sẽ quậy như thế nào. Lúc trước á, trước khi mà em về Việt Nam đó, anh đã nhắn tin cho cha, nhắn tin cho mẹ, con Nguyên đây giờ rất là bệnh rồi, về là phải đưa vô bệnh viện tâm thần 2-3 cái, đúng không? Anh nói với anh hai vậy luôn, về là con suy nghĩ là phải đưa Nguyên vô bệnh viện tâm thần liền, ra là quê rồi á, nói với mẹ là phải ngủ với em coi chừng em chạy bậy, em thức bậy hoặc là em sẽ thức đêm thức khuya. Anh làm em tưởng tượng giống như là em thật sự bị tâm thần luôn á. Mà lúc đó con rất là bình tĩnh, không có gì hết trơn. Còn nó làm con, tao cũng bị áp lực. Con chỉ là khi mà mày về là tao nghe nó nói là con cũng sợ người ta. Con là chỉ ngưng thú thôi mà anh áp đảo em á. Trời ơi, lúc mà ra sân bay rồi một cái á, còn định kêu bảo vệ gì bắt con nữa. Ủa là sao con bình thường không gì chứ mà tự nhiên mà em giống như mấy tháng đây không gì em thấy á, em giống như là cái người mà phạm tội á, cái người mà nguy hiểm của xã hội luôn á. Con cảm thấy vậy luôn mà con về con rất là áp lực, tao là buồn. Dạ, mày với anh hai phải đi có viện Nguyên xong mà nó giữ gì nó về tôi nay 4-5 tháng mà không gì mà mới về bển có tháng mấy đây mà sao nay vậy, ông lên coi còn sao, tao sợ bắt cha mà theo. Thì đó, thì cái đó chính là cái mà em, cái giận em giận anh là cái đó, là anh đuổi em về Việt Nam. Mà trước ngày hôm đó anh nói anh tin em, mà cuối cùng anh điện cự mẹ luôn. Anh nói mẹ, trời ơi sao mẹ không cho con luôn, mà anh rất rỗng luôn. Và em thấy anh cự mẹ vậy em rất là giận anh nha. Rồi xong á, điện bác sĩ, xong rồi đặt giấy phép lái cho con về luôn, con không biết chuyện gì xảy ra luôn đó. Vậy mà anh nói anh không đuổi con, con không hiểu sao luôn. Cái mà em cảm nhận của em á, giống như anh phủi phạt, anh bỏ đi gánh nặng vậy á. Anh cảm giác giống như em đang là gánh nặng. Rồi em ở Hàn Quốc em bệnh như vậy á, em đang bệnh quá rồi, giờ em ở nhà anh, hôm bữa anh có nói luôn anh sẽ phá nhà anh nè. Xong rồi anh đòi kêu em mọi người chính phủ gì tới rồi đưa em về bệnh viện tâm thần nữa. Rồi giờ anh, dạ, rồi giờ anh không chịu nữa, rồi anh đưa em về Việt Nam luôn. Giống như là anh bỏ đi gánh nặng vậy đó. Anh cảm giác vậy đó, thật sự
em cần gì? Cái đó là cảm nhận của em. Trong khi đó mới vừa cái sạc là anh hứa là ok bây giờ em bỏ thuốc anh sẽ ủng hộ em, mà giờ quay trở lại anh đuổi em luôn đó. Cho nên là em rất là bị sốc cái chỗ đó nha, em sốc thật sự. Hôn nhiều chuyện lắm, hôn theo kết luận ra hôn nhiều chuyện lắm, phải sửa nha hôn. Con nhiều chuyện lắm, nó quá phũ phàng luôn. Đó, chuyện đơn giản. Mà trong khi đó em là cái người rất là tin anh, chuyện gì cũng tin anh hết. Con tin anh hôn 100%, chuyện gì cũng tin tin. Nhưng mà cái con cái suy nghĩ là ủa đó giờ em tin anh, cái hồi lúc mới quen cũng gạt em dốt, anh nhớ không? Cái chuyện mình mới quen anh gạt em anh nghèo khổ gì đó, mà thật sự không có. Xong anh gạt em ha, cái chuyện mẹ anh bệnh anh cũng gạt em luôn, anh không nói chuyện mẹ anh bệnh, sao mẹ anh mới biết? Thôi mà lúc đó là mẹ cũng có con. Nhưng mà mẹ anh đã bắt đầu bệnh rồi, đúng không? Là sau đó con mới biết mẹ anh bệnh luôn. Ok con chấp nhận, bây giờ mẹ bệnh thì mình chăm sóc mẹ, tại vì anh nuôi có một mẹ có một mình anh nuôi thôi. Đó, con cũng không có nói gì hết trơn á, con cũng chịu luôn. Sau lần thứ ba anh gạt em, nói là anh giấu cái chuyện mà anh thua lỗ xong nợ ngân hàng rất là nhiều tiền. Tiền vốn có của mình đã không còn, mà mình còn lợi nợ một khoản lớn nữa. Chết. Đó, thì anh cũng gạt em luôn, cũng nói anh giấu em luôn. Đó, bây giờ tới chuyện này, anh mới nói anh tin mình bỏ thuốc rồi cùng mình xây dựng hạnh phúc đầm ấm rồi tùm lum hứa hẹn lum la, cái tự nhiên giờ đuổi mình thiệt anh luôn. Cái tự nhiên em suy nghĩ lại em hứa tất cả các chuyện, cái em mới cảm thấy là trước giờ em tin anh quá nhiều và anh không có tin em cái gì hết á. Ừ, có đó, đó. Cái làm cho em mới cảm thấy là ủa vậy em tin anh mà anh gạt em, trong khi đó anh không có tin em nữa. Rồi anh nghĩ coi bản thân em còn dám tin anh một lần nào nữa không. Trước giờ anh chỉ nói rồi, những cái chuyện anh nói là anh hứa hẹn này thôi, nhưng mà anh không có làm. Anh nói rất là nhiều nhưng chết mà anh không được làm được. Đó là chết được đó. Không phải thường đó, một người đàn ông nói được làm được. Đúng rồi, đúng không? Nhưng mà trước giờ anh nói anh hứa rất là nhiều mà anh Nguyên. Đúng nói vậy con thấy có không? Nguyên nói con thấy có không? Thế nó nói là con gái của mẹ, mà mẹ đẻ nó là mẹ biết ti mà chiều gả cho con về bển ở với con, nó xa dữ lắm, xa ngàn dặm, nhưng về cái tính tình của nó là mẹ đã biết hết rồi. Nó rất thương chồng, nói cho con biết tới cái tài sản mà con biết đúng rồi, cái tài sản con không có được giữ đó, nó thẳng con luôn. Nhưng mà vì nó thương con nó đưa đặng đi, con hãnh diện với bạn bè khi con có đồng tiền để con xài, thì con vợ mình nó thương mình vậy, con thấy đúng không? Thương chồng hết bực luôn, tuy mà dầu bệnh vẫn làm cho tiền, vẫn thương chồng hết bực. Nhưng mà bây giờ những cái con Nguyên nó kể đó, đối lại như vậy đó con, đối với Nguyên tập là đúng. Rồi tự con nghĩ đi, chứ theo mẹ nhận xét đó nha, từ ngày mà con Nguyên con đưa về Việt Nam với hai chồng lũng củng thế giờ, mẹ thấy con trật nhiều nhất, con làm chồng con trật nhiều nhất luôn. Con về con hỏi với anh xui á, nói mẹ nói vậy con có đúng không? Ha, nói có hiếp con không? Mẹ không có nói hiếp con. Mẹ làm riêng mẹ suy nghĩ rồi, con trật yên duyên nhiều. Mà con một cái người đã làm nên tội và áp lực cho Nguyên, mà trong khi con Nguyên phải kia á, nó người bình thường nó, mà trong khi con mình nó lại nên bệnh. Con làm vậy nếu mà con Nguyên nó sống suốt cả cái cuộc đời với con vậy, nó bị áp lực vậy thì con Nguyên nó như thế nào? Ngược đổi lại con như con Nguyên rồi có chịu nổi hay không? Đó, cho mẹ nói một câu rồi con suy nghĩ nha. Rất là khó khăn. Đặc biệt một điều á là em cảm thấy khi mà em về Việt Nam, tuổi em về Việt Nam rồi á, anh cũng lúc đó ở cũng mình cũng ngồi đây bàn y gian vậy, anh rất là cái đó gọi là gì ta, để em suy nghĩ đã. Anh rất là mạnh luôn, anh nói rất là mạnh luôn, anh nói cho như là mẹ không biết gì hết trơn, cha cũng không biết, anh hai cũng không biết gì hết trơn, chỉ một mình anh biết em sẽ bệnh và em sẽ phá gia đình vậy nè. Anh nói bữa đó mẹ có nghe không, mẹ nhớ không đó, anh nói là mẹ không biết đâu, mẹ không hiểu đâu đó. Cha cũng không hiểu cái căn bệnh của con đâu, con đã đang bệnh rồi đó. Rồi bữa đó con rất là sốc, con tức trong lòng mà con không nói được, mình vừa bị đuổi về mà về không khí mọi người nhìn mình lùm, nghĩ mình đang bệnh không. Trời ơi, nó tức, con nói thật sự, bữa đó con tức mà con khóc, chứ không phải là con bệnh mà con khóc. Anh nói con, cái tới gần con tức con khóc, đó đó, Nguyên bệnh rồi đó, Nguyên khóc đó, Nguyên khóc mà Nguyên nói là Nguyên bệnh. Nhưng mà thật sự trong lòng con rất là tức, lúc đó tức mà không làm gì được. Tôi tỉnh lên là con nghĩ đó là một cái người đã hết bệnh, chứ con không có gì. Tôi tỉnh mận, nó là mọi người ngồi nè, thì anh vẫn khăng khăng là anh đúng luôn.
cho đến khi em làm đi một cái kênh quay coi và em bắt đầu xây dựng một cái hành trình mới, em bắt đầu tìm lại chính bản thân mình, ok em bỏ thuốc rồi, bây giờ em sẽ, anh không đi cùng em đi mình với gia đình em, cha hỗ trợ luôn hết mình đó, anh hai hỗ trợ, mẹ hỗ trợ luôn hết mình, con hết mình đó. Thì anh thấy hằng ngày em thay đổi, chính vì vậy anh mới thay đổi. Trời, mới về á mẹ, xong ảnh về bển rồi á, ảnh còn nhắn tin anh hai hỏi tình hình con như thế nào, hỏi vậy được không anh ơi, Nguyên vậy được không, Nguyên ổn không, Nguyên có phá gì không, hoặc là anh hỏi ý của em là muốn đưa Nguyên vô bệnh viện tâm thần 3 tháng anh ơi, anh suy nghĩ như sao rồi. Tự nhiên cái đưa nó vô, cái xong rồi con về thấy đây nó còn hay còn cha còn mẹ còn anh hai ở đây để con nghiên cứu em nó như thế nào. Tự nhiên cái quyết định con đưa anh quyết định luôn à, anh quyết định Nguyên nó có bệnh gì đâu mà đưa nó vô, con nói nghe giận không bởi anh thấy không. Tới khi mà anh đưa em về lỗi lắm nha Huynh, chứ không phải chuyện đơn giản nha con. Tới khi mà anh đuổi em về Bình Nam rồi mà anh vẫn còn kiểm soát luôn, anh nhắn tin cho anh hai suốt luôn, ngày nào cũng nhắn để kiểm tra cái tình hình của em như thế nào. Rồi chính trên cái kênh của tôi anh thấy được cái sự thay đổi của em khi mà em bỏ thuốc, thì anh mới nhận ra rằng a mình đã sai rồi đó. Con sai nhiều chưa? Sai nhiều lắm, nhiều rồi á. Tới khi á mà anh mở game xong anh gặp những cái trục trặc của game, không có em bên cạnh, a anh mới nghĩ là em hôm bữa anh nhắn em câu gì ta, em đã giúp anh, bây giờ anh mới biết là em đã giúp anh nhiều như thế nào khi mà anh mở game Sweet Last, đúng không đó. Anh nhận ra điều này quá trễ, anh nhận ra điều này quá muộn màng đó. Anh có nói em cái câu đó anh nhớ không đó. Thì mọi chuyện bây giờ anh nhìn trên cái kênh của tôi, anh nhìn thấy được cái kết quả, anh mới nhận ra anh đã sai. Như vậy nó có quá muộn không, anh có nghĩ gì không? Mà bây giờ á, suốt cái khoảng thời gian đó, cái niềm tin của em dành cho anh nó cũng mất luôn. Những cái lần mà anh nuôi mà tiếp tục làm cái game đợt này nè, cái game này đang kiếm tiền rất là tốt nè, là đang bước đầu là rất ok. Con là cái người động viên rất nhiều luôn, con là cái người mà giải hòa cho anh và cái chú David á. Tại đợt đó ảnh với chú David có một cái xung đột rất là lớn, về hai người không có muốn làm với nhau nữa. Nhưng mà anh nhớ không, anh muốn đi làm với người khác đúng không đó. Nhưng mà mình lại không có tiền để mình làm lục tục và muốn chập. Anh muốn kết hôn mọi thứ luôn với chú, rồi anh có những cái suy nghĩ quẩn nữa đó. Thì chính con là cái người mà giải hòa cho những cái chuyện đó để ảnh có thể có những cái bước đầu thành công như ngày hôm nay luôn, thật sự. Và hai chồng mà khó khăn phải vượt qua là vậy đó. Dạ sao? Dạ cái gì nữa nè, khi mà em về Việt Nam rồi, mọi người hỏi em rất nhiều luôn, không những là hỏi trên video mà gặp ở ngoài đường vẫn hỏi, trời con có chuyện gì không, con dối hôn thì sao, con dối hôn đi gì hả. Nhưng mà lúc đó làm sao con đâu có trả lời ai được, tại vì á con nói con có ý định là con sẽ trả lời hết cả nhà về cái chuyện của hai đứa mình, tại vì bây giờ mọi người thắc mắc rất là nhiều anh, mọi người hỏi nhiều đó, tại vì mọi người quan tâm em thôi, cho nên là mọi người hỏi thì em có nhiệm vụ em phải trả lời mọi người đó. Nhưng mà em trì hoãn, em không có trả lời liền, em nghĩ là lúc thời gian này anh đang mở game, anh đang rất là căng thẳng luôn, thứ nhất là hoàn thiện game, sửa lỗi game, rồi chờ đợi cái này cái kia, rồi mở game nha. Cái thời gian đó là thời gian rất là quan trọng mà con lại nói cái video, nói ra cái sự thật này, nói ra mọi chuyện. Em rất là sợ anh bị áp lực, vì em sợ anh không thể nào hoàn thiện cái game của anh, cái ước mơ của anh được, cho nên là em chưa có nói với mọi người. Tại vì nếu mà em nghĩ là em nói với mọi người sẽ nhìn nhận, em không có nói xấu ai đâu, em cũng không có nói gian cái gì hết trơn á, thì mọi người nhìn nhận theo cái hướng là anh có lỗi hoặc là em có lỗi. Thì nếu họ nhiều người nói anh có lỗi quá, anh sẽ bị áp lực đúng không, em không có làm được điều đó, cho nên là em trì hoãn từ hồi phim về đến đây. Con đưa Nguyên về Việt Nam rồi bữa trưa đêm hôm này nè, buổi sáng lại là con đi ăn uống rồi về, con đi thì về thành phố, mình về bển đó, mẹ có nói không, mẹ nói hôm nay về suy nghĩ lại đôi hai đứa giờ cái gì cũng làm cho mẹ buồn nha, còn coi ấy suy nghĩ nha con trả lời với mẹ làm sao con biết không, để con mẹ nhắc lại thôi, con có sự thật không, con nói là anh xui không có chấp nhận Nguyên nữa, mẹ rất là buồn luôn. Lúc đứng là... chỗ cửa đó con có nói với mẹ không, à mẹ nói thêm con có nói con nói đó không, suy nghĩ nha Nguyên, thôi mẹ không muốn cắt đứt giữa hai đứa, mẹ mới gửi gắm để suy nghĩ, nhưng á là con còn nói là con nói vậy anh xui không chấp nhận Nguyên, nói là không chấp nhận bốn xui thì sẽ phải nói cha, nó là không có chấp nhận con luôn, cha nói là sao vẫn vẫn được, mẹ buồn thấy ghê luôn, sao không mẹ gửi gắm cho suy nghĩ mà con nói vậy sao lại
con nhiều cái lỗi gì lắm. Cũng như vậy, ba cũng lúc đó là ba cũng suy nghĩ em bận rồi, nên ba nói cho cha em bận rồi, mình sẽ bận lại. Rồi con Nguyên nó còn khả năng để mà nó buồn chứ cục hứng à, đi vào ngõ cục à. Nói chung là được giải trở là khi mà em biết em bị ung thư rồi đó, em cố gắng nhiều, với lại em biết là mình cũng nhiều khi mình không có thể nào có con được, thì em cố gắng rất là nhiều chăm lo cho gia đình anh, đặc biệt là nội em rất là thích với em bé cho nên là em bị áp lực cũng nhiều, nhưng mà em đã cố gắng hết sức để chăm lo gia đình anh hết luôn, chu toàn từ trong tới ngoài luôn, em chưa có làm bậy cái gì với cha hoặc là với mẹ hoặc với nội hết, nhưng mà tự nhiên cha nói vậy em cũng thấy hơi buồn. Em cũng thấy là buồn, tại vì trước giờ con tính cạnh cha như là cha của mình luôn. Thật sự em đối xử với cha rất là lễ phép luôn. Nha. Mẹ xem video mẹ không có về bển nha, nhưng mỗi cái video up ra mẹ xem là Nguyên rất lễ phép đối với gia đình con. Con không có phải là con bị cha chồng chơi buộc luôn á. Tại vì cha Nguyên đó là không phải là really scared. Because maybe you do not remember everything what you did when you were sick. But this was really scared. It made us scared. Thì sao anh cho nên là anh muốn bỏ? Phải. Không phải sai. Không phải misunderstood. Mẹ buồn anh xui dữ lắm. Nhưng mà có lý do tại sao người đó đi bệnh viện và không có gia đình chăm sóc con nhà. But come on. And you can make mistake. Maybe something happens. Thì anh lúc nào anh cũng nghĩ vậy, anh có cái suy nghĩ của anh không thay đổi được, em không muốn thay đổi được suy nghĩ của anh luôn. Lúc nào anh cũng nghĩ là cái bệnh của em nó là quá trời quá đất nguy hiểm rồi, anh lúc nào cũng suy nghĩ như vậy hết trơn á. Thành thử ra thật sự em nói anh cũng không có chịu nữa, mình không có cùng suy nghĩ về cái chuyện em. Có nhân thì anh suy nghĩ này nữa, nghĩ thuốc everything is wrong. When I was in Korea, I see you getting well, getting normal in your YouTube channel, and I thought maybe I'm the one who take your happiness and make you sad. Làm em buồn hoặc là người làm em không hạnh phúc, làm em buồn. Và nhân là như vậy đó. Nên nó là feel guilty to just come and say I'm sorry. Nhưng mà I want you to know, ông ba muốn em đi, ông ba không phải là bỏ, ông ba hiểu em làm thế người đó, nhưng mà không phải là. Nếu như anh muốn nói là anh thấy chơi với tôi của con thấy con khỏe lên á, cái anh thấy sợ, anh thấy hối lỗi á. Anh muốn về đây để xin lỗi, nhưng mà tại vì mình không có gì trong tay hết cho nên là không thể về được đó, ý anh là vậy. Anh muốn mình có một cái thành tựu nào nhất định rồi anh mới về. Rồi là cái gì trong tay, cái gì tức là lúc đó game chưa mở, đang trên đường mở, chưa có thu được tiền luôn, cho nên anh không dám về để anh xin lỗi. Rồi anh nói ý của anh là không phải từ bỏ con, không phải là phụ phải cái chuyện mà bỏ gánh nặng đó, coi như con là một cái gánh nặng. Nhưng mà tại sao ông ba làm lỗi rồi, ông ba make mistake, ông ba nhớ nào, ông ba I made a mistake with me being first already, a big mistake already, and nếu về thì tại sao ông ba đứng lại? Rất là đơn giản là anh không có gì hết trơn á. Thì ý của anh là anh nói là anh không có chối bỏ em đúng không, nhưng mà cái hành động của anh nó đã hiện ra rồi, cái hành động đó là nói vậy luôn. Trời ơi, nghĩ ơi, Nguyên nó bệnh rồi, không được đưa nó về Việt Nam thì không có được, phải đưa nó về Việt Nam rồi kêu hay đưa vô bệnh viện tâm thần rồi này nọ. Rồi anh nói anh không chối bỏ em vậy chứ lạ gì, đúng không? Cái hành động của mình nó thể hiện ra luôn rồi đó, chứ không có cần anh phải nói luôn. Đó. Nó tỉnh táo vậy mà uống thuốc, mà không uống thuốc rồi phải báo chính phủ Hàn Quốc, cái đó là quá nặng đối. Những cái chuyện mà anh đối xử với em vậy đó, nếu theo anh là em, anh có chấp nhận được không? Em đảm bảo anh luôn, anh không thể nào sống, ví dụ em là anh là em đi, em đảm bảo anh không sống được với em tới bây giờ đâu. Xin lỗi. Không chịu, con làm cái video đó là không chịu. Nói chung là cái lời xin lỗi của anh nó cũng muộn rồi anh.
nó cũng muộn màng vậy đó. Thì anh xin lỗi thì em cũng chấp nhận vậy thôi, nhưng mà thật sự là nó cũng muộn lắm á. Vậy thì theo anh trong cái vấn đề này giải quyết như thế nào? Chị già già sẽ ra sao vậy, sẽ đi về đâu nếu mà theo anh á? Phải xin lỗi anh. Nếu mà em không có nhiều thời gian dành cho anh thì sao? Bắt tay đợi em một cái làm cái gì vậy? Thường thì em chấp nhận á, em phụ giúp mẹ. Em cần một khoảng thời gian ít nữa, một ít thời gian để em suy nghĩ. Giờ tự nhiên mình cũng quyết định ra một cái gì đó thì nó cũng quá dội. Cần thêm một khoảng thời gian nữa để em nhìn nhận lại, để em xem xét lại về cái mối quan hệ của hai đứa mình đó. Em nghĩ á, anh thì sau này anh cũng có thể tìm được một người đồng khác tốt hơn em đó, có thể giúp anh là thành công trong sự nghiệp đó. Anh tìm thấy một người khác tốt hơn, và nhiều khi một cái người khác đó anh lại yêu thương họ hơn, và anh lại chân thành với họ hơn, anh không có lừa gạt họ, thì như vậy là rất là tốt. Nó rất là tốt hơn khi mà anh lại yêu em trở lại, xong rồi anh lại nhiều khi ngựa quen mình cũ mà anh gạt em nữa làm sao, đúng không? Em không tin anh được nữa làm sao? Anh có gì đó thì anh có thể bắt đầu cuộc sống mới, và anh có được một cái người đồng hành mới với anh trên cái con đường còn lại, rồi chăm sóc gia đình anh, rồi nói chung là mọi chuyện. Cho anh một vài phút anh được. Em không biết. I came late already, so I can spend some more time to. To do something good for you, make one hair good for you. Bấm cố gắng, give me one chance. If you accept or not, it is up to you. Bấm cố gắng. Anh nói là anh đã tới trễ, anh nói là xin lỗi trễ. Anh muốn là ở đây thêm một khoảng thời gian để có cái cơ hội để thuyết phục con, hoặc là ý ảnh là vậy đó. Nhưng mà anh nói là anh đã tới và xin lỗi, cái câu xin lỗi của anh hơi trễ, hơi muộn màng anh vậy. Nhưng mà em thấy như vậy, anh mới bắt đầu mở game, rồi anh muốn sử dụng thì nó đưa em đi du lịch, hoặc cả nhà đi du lịch, hoặc là mở tiệc gì đó. Thế đó là oppa suy nghĩ ngu nè. Oppa em nhớ ngàn, em đúng rồi, em nhớ ngàn rồi em. Nhưng mà lúc đó là oppa cho nên nó có chi ở tại em chấp nhận là đi du lịch hết, tại không vì không có đi du lịch gì đâu. Khi mà anh suy nghĩ là anh mới vừa game chơi, mới vừa mở ra mình kiếm được một vài đồng tiền thì đối với em là nhiều đó, thật sự nhiều đi. Nhưng mà anh phải nhớ là anh còn làm việc chung với anh Sang Dốt và chú David, mình chưa trả tiền cho người ta. Anh nên dành nhuộm cái tiền đó để anh trả người ta trước, còn dư bao nhiêu nếu mà anh có thể trả được cái phần tiền của anh rồi, anh muốn đi du lịch hay đi đâu á là ok. Em không nói, em không làm gì hết trơn. Tự nhiên giờ anh mới kiếm được một ít, xong rồi anh đòi dẫn người này đi du lịch, dẫn người kia đi du lịch, hoặc là mở tiệc rồi này nọ, em chấp nhận. Nhiều ông fan đâu trước phải là kiến trúc cha cho anh tiền để sử dụng tiền đó làm cái gì tốt cho với gia đình ở Việt Nam. So you need separate. Oppa sẽ ở đây. Thì cái việc anh nói là đi du lịch mới là chiều á, ngủ mẹ gia đình rồi đi du lịch rồi đó, em chấp nhận. Ví dụ anh muốn đi anh đi, chứ em không đi là em không muốn sử dụng tiền đó. Em phải sống về tiền, em không phải đợi anh về để anh đưa tiền cho em. Thật sự vậy, anh sống với em đó là anh cũng biết rồi đó. Cho nên á là đừng có áp đặt quá về cái chuyện tiền bạc. Đừng có suy nghĩ khi nào tôi quá thành công, tôi có tiền rồi tôi mới sẽ có tất cả đi sao cùng. Không phải. Tình cảm đầu tiên anh, niềm tin anh đó. Cái đó mới là cái quan trọng, mà cái đó là cái anh đã đánh mất rồi. Và anh có lấy lại được không thì em không biết, cái đó tương lai.
và em á cần một ít thời gian. Trong cái khoảng thời gian đó anh có thể cố gắng, anh có thể làm gì em cũng không biết, nhưng mà em cần một khoảng thời gian để đưa ra cái kết quả cuối cùng cho cái mối quan hệ của hai vợ chồng mình. Tôi tâm lại cái này, cái chuyện cái kiểu là hai đứa bể nóc đồng tâm nhau, gặm giúp nhau cũng do cái công việc hàng ngày, tất nhiên là không như mình bệnh. Thí dụ quan trọng nhất là cái bệnh, bệnh thì con nghĩ cái bệnh đó đối với con nó quan trọng lắm, con sợ lắm, cho nên áp đặt cái nguyên phải uống thuốc nhiều. Nhưng hồi nãy bao nhiêu tâm trước và nó như vậy, từ cái đó đâm ra có những cái mà con Nguyên nó không chịu để kháng, để chống, để mà không có đáp ứng nữa, không có theo cái ý của con đó. Cho nên là con có những cái bực tức. Ví dụ con biểu Nguyên uống thuốc, còn Nguyên không uống thuốc thì con đâm ra tự của cái nảy sinh ra những cái này cái nọ. Cho nên cái tình nghĩa mà nó vợ chồng nó bị giảm nứt. Nhưng hồi nãy con Nguyên thì cũng nói là bây giờ là cha không muốn mổ xẻ ra những công việc này cái nọ chi tiêu đó nhiều, cha nghe rồi. Và con Nguyên nói là thôi để cho một cái thời gian, cố gắng thời gian để thể hiện. Còn nhưng mà cái con qua để là con hồi nãy con nói là con tính qua để năn nỉ gia đình, năn nỉ với Nguyên. Nhưng mà con nghĩ là ở trong đó là con em chưa có thành công, mình chưa có tiền, chưa có thành đạt công việc, cái đó không phải. Cái tình nghĩa vợ chồng, cái hạnh phúc thì ăn thua rồi, cái tâm đầu ý hợp, biết suy nghĩ, biết thông cảm với nhau, biết quan tâm, biết đỡ lẫn nhau, từ đó hạnh phúc có tìm ra đồng tiền, chứ không phải đồng tiền để làm tới hạnh phúc là ngõ quả. Cái đầu tiên nhất lên đây con về đến cái gia đình đấy, cha cũng không có nghĩ rằng con bệnh thì thật giàu có hay là cái này cái nọ. Mà con Nguyên là đã thương với con là do giữa hai đứa, tình thương của hai con đã tìm hiểu một thời gian, tìm hiểu đã đi tìm được, thấy được bến bờ hạnh phúc, hai con đã tự đến nhau, cái cha mẹ không biết không. Còn tới mà hôm nay mà như thế nào thì cha mẹ không u lòng với mình, con tự đến với nhau rồi tự chia rồi hợp với nhau, các con tự làm cha mẹ quan rất là. Nhưng cha mẹ cũng mong làm sao con phải suy nghĩ cái cho nó cặn kẽ để đi đến một quyết định cuối cùng, có đến được cái nhau hay không, và dạt là chia tay cái nhau hay không, chứ đừng để sau này có một cái sự hối hận. Cha cũng chỉ có đi cha cũng nói vậy thôi, cha nói vậy đó, để suy nghĩ cho kỹ đi, chứ để sau này có một cái đứa nào cũng mạnh suy nghĩ, chứ để sau đình này có một cái sự nó hối hận xảy ra. Dạ, cha nói câu nói vậy là quá đúng rồi. Dạ. Con Nguyên hồi đó giờ nó là rất thương Huynh, nó tin tưởng ở Huynh là 100%. Nhưng khi cái chuyện này nó xảy ra như vậy là theo con Nguyên là tôi thấy nó là nó sợ dữ dằn. Thôi như giờ như cái quyết định của Nguyên đưa ra nãy đi, cho hai đứa cũng có thời gian nữa đi, rồi coi như thế nào nó bèo hợp được hợp, còn không được nữa thì tan. Chứ cái đó giờ mẹ cha về đứng cửa giữa cũng nói như cha vậy đó, bây giờ còn mẹ cũng không biết như thế nào hết, thời gian quyết định. Nhưng riêng con giờ mẹ mong dày, con là một người đàn ông, con phải biết làm ra tiền, mẹ muốn vậy để sau này gia đình khi con Nguyên nói chứ vợ cũng làm ra tiền được, chồng cũng làm ra tiền được. Mà khi Nguyên bệnh hoạn thì nó nhờ con, khi con Nguyên hết bệnh thì nó làm ra tiền, con nhờ Nguyên hai vợ chồng để mà nương náu với nhau. Mà nếu một đứa làm ra tiền, một đứa không làm ra tiền nó rất khó nha con. Nó nghe chỗ đó cho mẹ khuyên con vậy, con cũng gắng làm ra tiền để mình có cái trọng trách, mình là trụ cột trong gia đình, con trụ cột trong gia đình đó, chứ không phải là con Nguyên đâu. Mình chồng mình phải làm ra tiền để cho vợ thấy được đó. Muốn con là như vậy, chứ thí dụ làm ra tiền được thì sau này có tiền thì cũng vợ hai chồng xài, chứ cha với mẹ cũng không có xài,
chúc cho con, ví dụ rồi giờ mình chưa có con, rồi sau này mình chưa có con, rồi tặng mình có đồng tiền nữa mình thu chi này kia, mẹ muốn là mẹ muốn như vậy. Em ơi, bác sẽ nghe theo quyết định của em, nhưng mà trước khi em làm quyết định, cho anh thời gian có hơn một chút. Bác sẽ ở lại và chi để sống với em vui vui và hạnh phúc. Nếu quyết định của em thành chắc, tôi sẽ làm em hạnh phúc và sẽ theo. I will follow your decision. But before that, please give me some time. So I'll be here too. Chứ anh muốn ở đây hoặc là anh muốn về Việt Nam chơi thì em không có quản. Nói chung là đó thì em không có quản cái chuyện anh đi đây đó của ai về chơi, em không có quản chuyện đó. Anh muốn về đây chơi bao lâu cũng được. Thì cha vẫn là cha của anh, mẹ vẫn là mẹ của anh hai, rồi vẫn là người trong gia đình thôi. Nhưng mà chuyện mối quan hệ của hai đứa mình thì nó đã khác rồi. Đó, nó đã khác. Nhưng mà mọi người vẫn là người của gia đình. Anh có thể xem cha mẹ anh bình thường, đâu có gì đâu. Thì anh cứ ở lại. Còn em cái chuyện của mình á, thì mình em còn phải suy nghĩ thêm. Nó vậy thôi. Chứ anh cứ ở lại bao lâu cũng được, em đâu có nói gì đâu. Như con Quyên đó, nó đau đầu lắm chứ không phải chuyện đơn giản. Nó bị gạn nứt rồi đau đầu lắm chứ không phải. Đôi khi mẹ nó thôi mày ngủ đi, có khi nó phi phi nó chưa ngủ, mẹ không phải ra mày nhắc ngủ. Nó ảnh hưởng dữ dằn, con làm nó ảnh hưởng. Rồi giờ anh hai có ý kiến gì anh hai? Giờ để anh hai ý kiến một cái đi. Thì giờ hai em cũng lớn rồi, giờ cha mẹ giờ cũng chuyện đã lấy chồng hết cho hai em rồi. Thì giờ quyết định là cho hai em đó. Giờ về em thấy là bây giờ hai đứa phải suy nghĩ là làm cho suy nghĩ coi thế nào nó hợp lý. Hôn cũng vậy, em thấy mình cái gì có lỗi thì mình phải khắc phục, xong rồi đưa ra cái quyết định cuối cùng. Giờ em phải suy nghĩ rồi đó. Cha gợi ý với con đó, con sống như vợ chồng, nhưng mà theo cha ấy, chưa có hiểu ý con Nguyên cho nó cao rồi. Cho hiểu ý Nguyên nó nhiều. Chưa hiểu nhiều, hiểu một phần nào đó thôi. Chứ chưa hiểu nhiều. Sao cha nghĩ hồi nãy con Nguyên nó cho con một cái lời nói nè, để còn xem xét lại, có một thời gian để xem xét lại. Ý là sao? Coi cho con có thể hiện cái tính tình đối xử với con Nguyên ra sao. Rồi coi con có thấy có tưởng ông con có lỗi với con Nguyên từ hôm nào tới nay, từ lúc đến đó như thế nào. Để con thấy, để mà con khắc phục những cái lỗi đó. Cái cơ hội đó là cái cơ hội để cho con khắc phục. Cái đó con nên suy nghĩ. Mà cái hướng khắc phục con như thế nào, cái tự cái tính tình của con, cái bản tính của con để thể hiện thôi chứ. Đó. Cho ta nghĩ thì đó là cái cơ hội của em đó. Cho cái cơ hội của con là cái cơ hội đó. Còn hồi nãy nó nói vậy, Nguyên có nói thì trả thầm với con nói chỉ là tiếng Anh của cháu không ra. Nhưng lúc nào cha mẹ coi con ở đây, coi con cũng như là con lẽ. Hồi trước lên đó là trước chưa bằng thời gian, nhưng rồi mình cũng có giá vàng, cũng chấp nhận ở bên của người thân tổ. Đã thống nhất có xu gia bên này, đã thống nhất rồi. Mà con cũng đối với cha với mẹ cũng chưa có lỗi nào, cha với mẹ cũng chưa có một cái nào. Cũng đối nó như con trai tôi thôi, chứ tôi đâu có nghĩ nó làm thế đâu. Con cũng còn, nhưng là con cũng là để coi trong gia đình mình có gì mình ăn nấy, ăn cơm ăn nước, coi xin sinh là trong gia đình bình thường. Không có gì hết, con đừng có ngại cái chuyện đó. Cha cũng có phân biệt giữa kể như vậy, kể như anh hai vậy đó. Con hai cao cũng con như vậy. Con không có ngại. Cảm ơn mẹ. Còn hơn nữa là thấy cha với mẹ sắp từ nào không phải nghĩ vậy. Con nghĩ được nói là con thành công ghen, có tiền để cung cấp cho cha, cho mẹ. Rồi đầy cái đó. Cái điều đó cha mẹ không? Cha mẹ sống không vì tiền. Không có nói đó đâu. Thí dụ là cha con mà lâu lâu về mua cho cha cái chân chất thật thà thôi, chứ với cái đạo đức bánh mì không có sống gì tiền. Hay là lâu lâu mà làm gì đó cho cha mẹ, cha nội cảm ơn, cũng mừng lắm, nhưng mà cái mẹ không có đòi hỏi. Nhưng mong làm sao cái công việc của con có thành công, để sao còn con tương lai của con sau này.
muốn cha nghĩ là con làm thành công để lo tương lai của con thôi, còn đó cha với mẹ là sống được. Cái công việc của con nghe nói nghe nói là cũng này cũng cái gian con đang mở đó, mình sợ mình con ra lo, cho nên là cái thời gian lúc này con cứ lo, rồi cha con mình mới rảnh từ nãy mình mới có chừng một hai vụ ha. Còn như công việc của con thì con cứ làm, đây cũng có đáng. Nhờ cứ tập trung cố gắng mình nghe. Ừ. Mới có đạo đó thì con phải tập trung đó, con có chơi lại cũng có nhậu với cha con mình rồi. Mình có nó còn dài ngay ha. Ừ, không nhậu không mới không thôi. Chưa nhiều bánh là cha dùng sáu lỗng chưa con là cái gió đó con. Con định nó đang làm game. Cha cũng nhiều kêu cô con. Nha con cái đó là con nghĩ cho cha. Mẹ ra mẹ có nói nó hồi ông nhậu nhậu chứ định kêu hôn nó cũng đang làm game nó phân tâm lắm. Mẹ ra mẹ có nói gì về cha. Hỏi mẹ nói cha để cho nó đang làm game. Cảm ơn cha mẹ đã chăm sóc con nhiều con trai. Mẹ coi con như hai vậy đó chứ mẹ không nói tân quý dạ, nó mà coi con cố gắng này chứ hai con mà thấy mà hai đứa là nó có nó chia cắt nó vậy là cha mẹ tượng nào đó buồn không yêu lắm buồn lắm mà trong khi hai đứa đã quen với nhau chứ đâu phải mẹ ép đâu khi cha mẹ nào muốn cho con mà mình nó như vậy không muốn lúc nào có con mà nó hạnh phúc là điều đó cha mẹ mừng nhất mà nó về là cha mẹ buồn lắm thì chúng nó sao thôi cố gắng thôi con anh hai ta đi tụi tôi nghỉ anh Việt nghỉ em mất này luôn nuôi em cảm ơn anh nhiều nha cố gắng anh em giờ trước mắt ở bên kia thì phải cố gắng thành công thôi thầy viên anh xin lỗi vì tất cả và làm sai cho em và cảm ơn em cho anh ở đây tin tưởng và sẽ cố gắng thì đã nói rồi con muốn ở đây giờ nào con ở với mẹ cha cũng không chừng nào con muốn về con về nhà này mà ở đây ở chứ đây đâu có ai mà đuổi xua con ha quy định con phải ở bữa đó con đi bữa đó con muốn ở chừng nào đã chừng nào con về bển về mẹ cha cũng đâu có nói gì đâu cái gì đấy đi như cái này vậy giống như nãy giờ cái này mình cũng đã nói rồi nhưng hôm nay ngoài lại em có đôi điều nói với mọi người thì vậy em cũng có những cái suy nghĩ của em lúc đầu em cố gắng là không có nói để coi anh biết được là anh sai thế nào hay không nhưng mà cứ vòng anh chưa có nắm rõ thì em đã nói bây giờ anh đã hiểu rồi đó thôi tới đây thì mọi người cha mẹ nghỉ ngơi cũng kể lại cảm ơn cha mẹ rất là không có ăn cơm nữa không ha cảm ơn cha cảm ơn mẹ